chào và xin mời tất cả bà con, cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại cái đài phát mình nha. Ngày mới, ngày chủ nhật thì mình chúc tất cả bà con, chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, mọi việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi và may mắn nha. Trong tuần qua thì giá cà phê đã tăng từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng trên 1 ký. Đầu tuần thì giá cà phê giao dịch trong đó đỏ từ 113 đến 115.000 đồng trên 1 ký. Thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật thì giá cà phê đã giao dịch từ 119.000 đến 121.000 đồng trên 1 ký. Thì với từng địa phương mọi người nha. Hôm nay là ngày chủ nhật, mình đã phát sự quay trở lại với giá cả cà phê, giá tiêu tại cả địa phương, cả tỉnh ngày hôm nay, ngày chủ nhật, xem thử đây đổi ra sao nha. Mong bà con, mong mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh Đài Phát mình. Nếu bà con lần đầu tiên xem kênh mình thì hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký, cực kỳ miễn phí bà con và mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn bà con và mọi người rất là nhiều. Sau đây mời bà con và mọi người theo dõi bản giảng ngày hôm nay nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024. Sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu xô ngày hôm nay, ngày chủ nhật. Tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.